Theo thống kê của thành phố Đà Nẵng, đến chiều ngày 26 tháng 9, toàn thành phố hiện có 47 trên 56 xã phường đạt vùng xanh. Kết quả này cho thấy những nỗ lực không mệt mỏi của các cấp chính quyền từ thành phố đến cơ sở, cũng như là sự đồng thuận ủng hộ của người dân. Với việc kiểm soát được tình hình dịch bệnh hiện tại, thì các địa phương vùng xanh của thành phố vẫn đang đề cao cảnh giác, ý thức trong việc phòng ngừa dịch bệnh để giữ gìn thành quả chống dịch trong suốt thời gian qua. Là một trong những phường đầu tiên của thành phố Đà Nẵng trở thành vùng xanh, người dân phường Hòa Quý, quận Hoàng Sơn cảm thấy vui mừng khi việc thực hiện nghiêm những quy định của thành phố đưa ra về phòng chống dịch bệnh đã có kết quả. Dẫu có được những đặc quyền ưu tiên của vùng xanh, nhưng bà con nơi đây vẫn rất dè dặt, cẩn trọng khi mở lại các hoạt động mua bán hàng thiết yếu. Khi mình được phép buôn bán, làm các đơn vị cũng có tuyên truyền rồi. Là giờ chợ là mình đem đồ bằng mình để, rồi khách tới mua là khách cầm đi, với để tiền đó là khách đi, rồi mình mới được là không có tiếp xúc gần nữa. Với khoảng cách của khách là mỗi người là đứng ở vạch vòng, đứng theo khoảng cách nữa. Gần đây nhất, Thanh Khê đã là quận xanh thứ 3 của thành phố. Để có được kết quả này, người dân 10 phường trên địa bàn quận đã ý thức rất rõ trong việc xây dựng vùng xanh. Bên cạnh các chốt kiểm soát lớn, thì tại từng khu dân cư, tổ dân phố vẫn duy trì đều đặn những tổ COVID-19 cộng đồng với các thành viên năng nổ, nhiệt tình, luân phiên nhau kiểm tra, giám sát chặt chẽ người ra vào khu vực. Cùng với đó, công an phường và các lực lượng có liên quan đã thường xuyên tuần tra kiểm soát, nhắc nhở để người dân khu vực ý thức hơn trong việc phòng ngừa dịch bệnh. Hạn chế và khống chế ngay được cái nguồn lây lan dịch bệnh ngay từ đầu. Và đó từ hồi nãy giờ là khu dân cư của chúng tôi là không có cái tình trạng mà bị nhiễm bệnh F0, F1. Tôi thấy rất là hiệu quả. Không để người dân có tâm lý chủ quan, lơ là, công an các đơn vị địa phương đã tăng cường việc tuần tra 24 trên 24 giờ để kịp thời phát hiện những trường hợp ra ngoài không cần thiết và chấn chỉnh những trường hợp cố tình vi phạm. Trước sự lây lan và nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, phần lớn người dân các địa phương đều nhận thức và chấp hành các quy định được đưa ra. Hiện nay, công an phường có 2 tổ tuần tra đi liên tục trên địa bàn phường, đi tất cả các hẻm và dùng loa và dùng micro để thông báo bà con những cái chính sách và những cái quy định của thành phố và hướng dẫn bà con những cái cần thiết. Đến nay, Đà Nẵng đã có 1.008 vùng xanh và chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nữa những vùng xanh được công nhận. Để bảo vệ thành quả chống dịch nhiều khó khăn đó, bên cạnh sự quyết liệt của các cấp các ngành, thì mỗi người dân cần tự ý thức phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, góp phần sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.